cái nhá, hôm nay là ngày 16 tháng 6, là ngày trăng tròn tại Yên Bái. Như vậy anh em tôi sẽ làm một chuyến du lịch đi xe máy từ Hà Nội về Yên Bái để ngắm trăng. Đấy. Các bạn cũng biết là truyền thuyết là ngày 16 nếu mà ngắm trăng đấy, cùng với lại những người mình yêu thương thì sẽ yêu thương đến hết đời. Đấy. Còn các bạn thì sao? Quan điểm của các bạn như thế nào về ngày 16 hàng tháng nhá, âm lịch nhá? Thì các bạn để lại comment ở dưới phần bình luận giúp mình. Đấy. Để lại bình luận dưới phần comment giúp mình nhá. Đấy. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ di chuyển một quãng đường khá là xa. Nó sẽ rơi vào khoảng gần 200 km để có thể đi từ Hà Nội về đến Yên Bái. Và với quãng đường này thì mình sẽ đi hết khoảng 2 bình xăng các bạn ạ. Và với giá xăng hiện tại thì nó rơi đâu vào khoảng 20 mấy nghìn một lít ý. Thì là và một bình thì là 3,7 lít. Như vậy là chúng tôi sẽ hết khoảng 140.000 tiền xăng. Đấy, ngoài ra thì sẽ cần phải nghỉ ngơi khoảng 2 chặng. Mỗi chặng thì sẽ rơi vào khoảng 50.000 tiền nước nữa và ăn vặt nữa. Chính vì vậy là nó sẽ rơi vào khoảng là 240. Mà hiện tại thì vé xe khách là 150.000 một người nếu bạn đi xe giường nằm. Đấy. Thì sẽ lên về đến trạm dừng nghỉ và sẽ gọi người nhà ra đón. Như vậy là tổng chi phí nên sẽ rơi vào nếu mà các bạn đi ô tô thì cũng phải qua trạm dừng nghỉ để uống nước để ăn vặt nữa thì nó cũng rơi vào khoảng 50-60 nghìn gì đó, thì nó rơi vào khoảng 36. Như vậy là nếu đi xe máy thì các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 100 nghìn đó, và các bạn sẽ được trải nghiệm một con đường đi từ Hà Nội về Yên Bái và sẽ biết cảm giác đó là không đặt được mông xuống yên xe nó như thế nào. Đấy. Nếu các bạn mà đã từng đi phượt ở đâu với một quãng cung đường khoảng 200 km thì vui lòng để lại phần bình luận chia sẻ với mọi người ở phần comment nhé. Còn hiện tại thì bây giờ chúng tôi mới bắt đầu đi được khoảng 2 km thôi và trời hôm nay thì đang hơi thanh nắng, thời tiết khá là thuận lợi để chúng ta có thể di chuyển bằng xe máy. Bên cạnh đó thì bây giờ chắc là tôi phải đi mua mì tôm hay mua cái gì đấy thôi, đi ăn sáng rồi, bây giờ là khá là muộn rồi. Tôi chưa biết ăn cái gì, có lẽ là lát qua quán bánh mì tôi sẽ làm 2 cái bánh mì ra nó xách lên ăn rồi. Vừa đi vừa ăn các bạn ạ, không có thời gian để dừng lại ăn nữa rồi. Để vì nãy thằng Hiếu Cai nó tắt mất một cái báo thức của tôi cho nên là tôi không biết là tôi dậy lúc nào nữa. Tại thì có 2 anh em tôi đi thôi đấy. Chúng tôi sẽ chiều đi từ Hà Nội về Yên Bái thì Tuấn sẽ đảm nhiệm là tài xế đấy. Còn lúc nào mà đi từ Yên Bái về Hà Nội thì vẫn là Tuấn đấy. Qua Yên Bái thì sẽ qua những cái địa phận như là Ba Vì, Phú Thọ, ở đó sẽ có rất nhiều những cái đồ đặc sản, những cái đồ ở các vùng quê, ví dụ như là ốc biêu vàng này, ốc to siêu to khổng lồ này, về có thể chế được món ốc cho bà Nga với lốc, chế được món siêu cay, ốc siêu cay siêu to khổng lồ, hoặc là qua một đoạn sẽ bán toàn táo là táo các bạn ạ, rất nhiều táo và khoai giống như ở đồ quê đấy. Đó, các bạn qua đó thì có thể mua quà về cho người thân gia đình và cũng như là cho mình nhé. Ôi, hiện tại thì tôi cảm thấy khá là mỏi tay, chính vì vậy mà tôi sẽ kết thúc cái video này tại đây đây. Lát nữa đến đoạn nào có những cái gì hấp dẫn, những cái gì đặc trưng thì tôi sẽ quay video cho các bạn xem nhé.